Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe road bike dòng bên Merida, một trong những thương hiệu mà nổi tiếng thị trường châu Á, rất là bán chạy. Và giờ này em về một chiếc Merida model R904 nhá. Với cái tông màu chủ đạo là tông màu đỏ trắng thì không mới ra bác đây. Và nó như một ngọn lửa nhá, nhìn rất là bắt mắt. Và cho bác ưa thích những tông màu nổi bật. Vâng, bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Và chúng tôi đây là cái mẫu road bike dòng xe đua từ thương hiệu Merida, một trong những thương hiệu trên châu Á bán rất là chạy. Bạn và bên em về rất là nhiều rồi. Và cái model trước đây em có về rất nhiều cái mẫu model R904. Thì em về một chiếc với tông màu đỏ trắng. Merida R904 mất nhá. Xe làm từ hợp kim nhôm. Xe đã qua sử dụng rồi, qua một vài vết sức nổ trên khung xe nhé. Tổng thể xe cũng còn rất là đẹp, vài vết sức nổ thôi thì xe qua sử dụng không tránh khỏi. Đây là xe chính hãng của Merida .cl.com.cn, một trong những thương hiệu thị trường châu Á rất là bán chạy. Bác nào ưa thích cái dòng xe bền thì đây là sử dụng của các bác rất là tốt. Xe rất là đầm và chắc chắn luôn nhá. Hôm nay em về một chiếc tông màu trắng đỏ rất nổi bật. Model là model Merida R904, có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm. Cụm hút bi đông nhôm cơ bản cho xe. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip để tay lắp. Bên phải em được trang bị với bên tầng đĩa của Shimano Sora 2 tầng đĩa. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh của Ray Lip. Khung nhôm, càng nhôm, càng chính hãng của Merida. Vành nhôm 2 lớp, may dây tách. Sử dụng lốp 700x23C, lốp cơ bản của dòng xe đua. Bác nào ưa thích cái tông màu nổi bật thì đem về một chiếc tông màu trắng đỏ đây, cũng là cái mẫu model Merida R904, giá thành cũng rất là tốt. Sử dụng với group Sora, tông yên nhôm, yên là yên của Kitô, yên màu trắng đỏ. Là đĩa của Shimano Sora, đùi đĩa trục rỗng 2 tầng của Prowheel. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora. Xích lip còn rất là mới không nhá. Xích lip trắng còn rất là mới. Được trang bị với 9 tầng lip. Đằng sau sử dụng với vành nhôm 2 lớp. Lốp sau còn được sử dụng với lốp CST. Bây giờ xin mời cho con đứng ở khung xe. Bây giờ con đứng ở khung xe là size 48, chiều ngang là 50. Thế là các bác cao từ 1m6 đến 1m7 như vừa. Lên lip lên. Xe trang bị với group Sora, chiếc lip còn rất là mới luôn. Chúng cần lip, chú lip. Nếu phải em sử dụng với 2 tầng đĩa đối với trục rỗng Prowheel và Sora xuống đĩa lên. Bác nào đối thích tông màu nổi bật, tông màu đỏ trắng này, dòng Merida model R904. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua road bike Merida được trang bị với group Sora. Và xe rất tốt bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào có liên hệ qua Zalo 0975 709 993 hoặc lên YouTube tìm kênh Xe Đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh, đồng thời đó chương 13.